Chào tất cả mọi người, nhà thuốc Thái Dương hôm nay sẽ giới thiệu tới mọi người một cái sản phẩm làm hết sưng ngứa do muỗi đốt rất là hiệu quả, đó là dung dịch thảo dược An Bảo. Dung dịch thảo dược An Bảo có những cái thành phần chính như là bạch hoa xà, hoàng bá nam, khổ luyện diệp và nghệ vàng. Công dụng của cái dung dịch thảo dược An Bảo là làm dịu các vết muỗi đốt, côn trùng cắn, làm mát da, làm mờ sẹo, các vết thâm do muỗi đốt, côn trùng cắn hoặc là sau mụn. Đối tượng sử dụng cái dung dịch thảo dược An Bảo này là trẻ em bị muỗi đốt, côn trùng cắn và mụn nhọt. Cách dùng là mình sẽ chấm trực tiếp cái dung dịch này lên cái vết muỗi đốt, vết ngứa ham mụn nhọt. Dung dịch thảo dược An Bảo rất là an toàn cho trẻ sơ sinh và có thể dùng nhiều lần trong ngày. Các bạn có thể mua dung dịch thảo dược An Bảo tại nhà thuốc Thái Dương hoặc là đặt hàng qua số điện thoại 0945 091 489 để được giao hàng tận nhà. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.